Chào các bạn, hãy nhanh tay đăng ký giải chạy online có giải thưởng cao nhất Việt Nam. Để có cơ hội sở hữu đồng hồ Garmin và giày Asics giá trị, chỉ cần cái điện thoại cài đặt app Strava là có thể tham gia. Giải ỷ Trịa Lai cung đường yêu thương 2022 là giải đi, chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng do Giải ỷ Trịa Lai Việt Nam tổ chức nhằm khuyến khích mọi người rèn luyện sức khỏe và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Giải hoàn toàn miễn phí và dành cho tất cả mọi người trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Với mỗi km mà người tham gia hoàn thành hợp lệ, sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ vì cuộc sống tươi đẹp nhằm hỗ trợ cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Giải được chia thành 5 thử thách: đất, nước, lửa, gió, vô, theo triết lý ngũ đại Nhật Bản. Thử thách đất đã kết thúc. Thử thách nước đang diễn ra từ ngày 22 tháng 6 năm 2022 đến ngày 26 tháng 7 năm 2022. Thử thách lửa sắp diễn ra từ ngày 10 tháng 8 năm 2022 đến ngày 13 tháng 9 năm 2022. Thử thách gió sắp diễn ra từ ngày 28 tháng 9 năm 2022 đến 01/11/2022. Thử thách vô sắp diễn ra từ ngày 16 tháng 11 năm 2022 đến 20/12/2022. Cơ cấu giải thưởng 1. Chiến binh năng nổ. 500 thành viên hoàn thành 15 km đầu tiên phần thưởng áo thun số lượng 500 cái. Giải chiến binh bền bỉ. Thành viên thực hiện đều đặn hoạt động đi, chạy bộ. Thực hiện hoạt động đi, chạy bộ, có GPS, tối thiểu 1 km mỗi ngày. Tiêu chí phụ, quãng đường đi, chạy bộ, có GPS, giải nhất. Huy chương vật lý 200 cái. Giải chiến binh xuất sắc. Top 400 thành viên có thành tích cao nhất, có GPS. Giải thưởng chỉ dành cho người tham gia với tư cách cộng đồng số km của mỗi thử thách, huy chương vật lý 400 giải. Và còn nhiều giải nữa các bạn xem trên màn hình. Giải mọi người đều mong đợi nhất chính là giải chiến binh may mắn. Thứ một, giải thưởng rút thăm may mắn dành cho tất cả các thành viên đặt và hoàn thành mục tiêu 800 km đi, chạy bộ và hoặc quy đổi tương đương từ các hoạt động khác đồng hồ Garmin Fenix 71 giải. Thứ nhì, dành cho tất cả các thành viên đặt và hoàn thành mục tiêu 400 km đi, chạy bộ và hoặc quy đổi tương đương từ các hoạt động khác giày Asics nổ vạ bở lật 2.1 giải. Thứ ba, dành cho tất cả các thành viên đặt và hoàn thành mục tiêu 200 km đi, chạy bộ và hoặc quy đổi tương đương từ các hoạt động khác giày Asics GT 1011 giải. Thứ tư, dành cho tất cả các thành viên hoàn thành ít nhất 15 km, 42 km, 100 km đi, chạy bộ hoặc quy đổi tương đương từ các hoạt động khác Garmin Fenix 745 một giải, Garmin Venu SQ 10 giải phiếu mua hàng điện tử, e-voucher, góp ít trị giá 200.000 đồng 100 giải. Các bạn muốn có cơ hội may mắn để nhờ ở các giải thưởng giá trị trên, xin hãy đăng ký tài khoản qua đường link mình để dưới phần mô tả và trong phần bình luận. Xin cảm ơn các bạn.